Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali các bạn Ở Việt Nam nó đã bước qua là ngày thứ sáu rồi Mới đây thôi chúng ta lại kết thúc một tuần nữa các bạn Nhưng mà hôm nay đó, Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ chủ yếu là tin tức mà thôi Ngày hôm qua đó, Thuận dành rất nhiều thời gian để mà chia sẻ về cái thông tin liên quan đến Fed các bạn Nhưng mà kỳ sau đó, Thuận nghĩ là Thuận chỉ chia sẻ tóm tắt thôi Giống như là trước đây, tại vì chia sẻ trực tiếp như vậy đó, thì nó rất là tốn thời gian và Thuận cảm thấy được là cái giá trị nó cũng không bằng như là thùng tóm tắt cho nên kỳ sau thùng sẽ tóm tắt như là trước đây nhưng mà hôm nay thì chúng ta có khá nhiều những cái thông tin nổi bật các bạn chúng ta có cái thông tin liên quan đến vương quốc Busan chúng ta có thông tin liên quan tới Binance liên quan tới Tether và nhiều những cái thông tin tới bậc khác như là MauGox và đặc biệt đó là chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán màu đỏ chúng ta nhìn thấy crypto cũng đỏ luôn tại sao vậy? Tại vì cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính một lần nữa lại trở lại các bạn và mạnh hơn bao giờ hết. Tại sao? Thì sẽ chia sẻ ba lý do với các bạn. Nhưng mà trước hết thì các bạn đã thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay kết thúc tiếp tục là màu, màu đỏ. Ngày hôm qua đó đã đỏ rồi các bạn. Sau khi mà có thông tin đến từ Fed hôm nay lại tiếp tục đỏ nữa. Các bạn đã thấy là Nasdaq xuống 1.82%. S&P 500 hôm nay xuống tiếp tục 1.64% và Dow Jones thì xuống hơn 1% các bạn. Pre-market bây giờ đó thì xanh rất là nhẹ luôn, nói chung đó là không có thay đổi nhiều. Và hai ngày liên tục chứng khoán Hoa Kỳ đã đỏ rồi. Chúng ta nhìn vào à, hợp đồng dầu đó thì các bạn thấy đã trở lại hơn 90 đô la, bây giờ là 90 đô và 11 cent cho một thùng dầu. Hợp đồng vàng thì bây giờ mức là 1944 đô cho một ounce vàng Nói chung thì trong vòng mấy tháng qua đã vàng cũng không có thay đổi nhiều các bạn Và đáng tiếc đó là Bitcoin hôm qua các bạn thấy là vẫn giữ được hơn 27.000 đô Sau khi mà chứng khoán chuyển sang màu đỏ các bạn Nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay đó Bitcoin cũng đã giảm nhẹ một chút Bây giờ mức là 26.574 đô Và cả thiên crypto đó phần lớn hôm nay là đỏ các bạn Và vốn hóa xuống khoảng chừng là 1,4% Chúng ta thấy được là bây giờ là dưới 1,1 nghìn tỷ hiện tại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là phần lớn đó, các o là màu đỏ, chúng ta nhìn thấy trên màn hình và đi xuống phần trăm nhiều hơn là Bitcoin các bạn, giống như là Bitcoin xuống khoảng chừng là 1.4%, thì tvm xuống nhiều hơn chút xuống 1 bảy BNB thì xuống cỡ như Bitcoin, XRP thì cũng như vậy các bạn, cardo nó xuống 2.8. Nói chung là phần lớn thì crypto là một màu đỏ ngày hôm nay. Và hôm qua đó chúng ta thấy là Immutable X đã có một cái sự tăng trưởng ba mấy phần trăm. Hôm nay đã giảm khoảng chừng là gần 10%, chúng ta cũng có thêm một chút xíu thông tin liên quan tới Mirabo X Hùng sẽ chia sẻ cuối video với các bạn Nhưng mà cái tin tức lớn ngày hôm nay đó Không phải tin tức nữa các bạn Mà cái sự lo lắng bao trùm cả thị trường ngày hôm nay Là liên quan đến suy thoái tài chính các bạn và nó đã bắt đầu từ ngày hôm qua rồi thì nói chung đó, chúng ta đã nói tới suy thoái tài chính rất là nhiều rồi từ năm ngoái lần các bạn và tới bây giờ đây chúng ta vẫn chưa có thật sự thấy suy thoái tài chính xảy ra có thể là nhiều bạn sẽ nói là chúng ta đã thấy rồi cách đây khoảng chừng là hai ba quý gì đó chúng ta đã có hai quý liên tục GDP âm um ở Hoa Kỳ có nghĩa là, là suy thoái tài chính nhưng mà chúng ta đã thấy là nó không có giống như là suy thoái tài chính trước đây khi mà chúng ta thực sự đã thấy có nhiều người thất nghiệp nhưng mà cái sự lo lắng bây giờ đã, đã tăng cao rồi và có ba lý do các bạn lý do đầu tiên đó là không có gì khác hơn đó chính là liên quan đến những cái sự chia sẻ đến từ chủ tịch John Powell của Fed hôm qua đó các bạn đã nhớ là chủ tịch John Powell đã bị hỏi hai lần lần đầu tiên đó là hỏi về có phải khả năng hạ cánh mềm là khả năng cao hay không tại vì chúng ta thấy được là lãi suất tăng cao nhưng mà thức dậy vẫn tốt thì bất ngờ chủ tịch John Powell nói là không hạ cánh mềm vẫn là một khả năng mà thôi nhưng mà tôi không có đánh giá đó là khả năng cao rồi sau đó các bạn nhớ là bloomberg cũng hỏi ngược lại nói là wow làm cho mọi người bất ngờ đó tại vì trước đây ông nói là hạ cánh mềm là mục tiêu của fed bây giờ nói là hạ cánh mềm chỉ là một trong những khả năng mà thôi thì các bạn đã thấy là sau đó đó cho john Powell cũng đã giống như là muốn nói cho lại nó không hạ cánh mềm vẫn là mục tiêu nhưng mà ai cũng lo lắng các bạn mọi người bây giờ nghĩ là wow hạ cánh mềm không còn là mục tiêu của fed nữa và hạ cánh mềm nó không phải là khả năng cao cho nên cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái đấy chính đã trở lại đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó là chúng ta tiếp tục thấy cái hiện tượng đó chính là đường công Lợi suất đảo ngược tiếp tục xảy ra và đây là một hiện tượng đã xảy ra một thời gian rồi các bạn không phải là mới đây nhưng mà bây giờ đó mọi người lại tiếp tục lo lắng thì để nhắc lại đó các bạn đã biết là đây là một hiện tượng nó cực kỳ bearish, cực kỳ xấu và thương. Đây là cái hiện tượng cho thấy được là chúng ta sắp sửa có một cái suy thoái tài chính. Và nếu các bạn hỏi kinh tế gia đó họ nói họ thích nhìn vào cái lãi suất của công trái phiếu 10 năm so với lại công trái phiếu 3 tháng nghĩa là rất dài hạn so với ngắn hạn và nếu các bạn hỏi những người mà họ trade trên Wall Street đó, họ cho họ quan tâm đến lãi suất 10 năm so với 2 năm nhưng mà cho dù các bạn sử dụng cái cách so sánh nào đi nữa đó thì các bạn thấy được là cùng một cách đó chính là họ so sánh ngắn hạn so với dài hạn thì các bạn có thể nghĩ như thế này khi mà các bạn gửi tiền ngân hàng đó các bạn gửi giống như định kỳ là 2 năm so với định kỳ 10 năm thì các bạn muốn lãi suất nào cao hơn. Đương nhiên nhiều bạn sẽ nói là nếu như mà gửi 10 năm thì cái lãi suất của định kỳ 10 năm phải cao hơn tại vì các bạn gửi lâu hơn nó có cái sự rủi ro cao hơn tại vì lãi suất thì dao động rất nhiều trong thời gian dài hạn cho nên phải có cái lãi suất tương đối là tốt thì họ mới gửi vào so với lại cái lãi suất của những định kỳ ngắn hạn hơn thì đó là hợp lý các bạn nhưng mà khi các bạn nhìn vào công trái phiếu của Hoa Kỳ hiện tại đây là cái dữ liệu của ngày hôm nay nếu chúng ta so sánh lấy 3 tháng với 10 năm đi thì các bạn thấy là 3 tháng hiện bây giờ đó là có lãi suất là 5.505% như các bạn nhìn thấy trong màn hình và 10 năm đó thì bây giờ là 4.503 các bạn thấy được là lãi suất ngắn hạn bây giờ lại cao hơn lãi suất dài hạn có nghĩa là những người mà gửi ngắn hạn đó họ còn có lãi suất tốt hơn là gửi dài hạn và nếu như chúng ta nhìn vào 2 năm so với 10 năm đi như là Wall Street thích thì chúng ta nhìn vào 2 năm hiện bây giờ lãi suất là 5.138 và 10 năm là 4.503 như thường dự chia sẻ thì các bạn thấy là so sánh như thế nào thì lãi suất ngắn hạn bây giờ vẫn cao hơn dài hạn thì các bạn sẽ đặt một câu hỏi đây là một điều mà không hợp lý tại sao mà gửi ngắn hạn lại có lãi suất cao hơn dài hạn thì đây gọi là hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược và đây là một cái khái niệm thường đã chia sẻ cũng khá nhiều lần rồi các bạn có thể xem trên kênh của thuần capital có rất nhiều lần thường đã đề cập đến vấn đề này à, nhưng mà hôm nay thuần sẽ đề cập một cách ngắn gọn nhất và thuần sẽ chia sẻ tại sao điều này lại xảy ra và tại sao mọi người lại lo lắng thì nếu chúng ta hiểu cách đơn giản đi các bạn là mua trái phiếu thì có nghĩa là các bạn mua giấy nợ Thì nếu như các bạn mua giấy nợ giả sử như là thường lấy một ví dụ đơn giản thì thường lấy là giấy nợ của Hoa Kỳ là 1.000 đô công trái phiếu đi Và họ nói là họ sẽ trả cho các bạn là 10% một năm 10% một năm cho 1.000 đô thì một năm các bạn nhận được bao nhiêu các bạn một năm đó các bạn sẽ nhận được là 100 đô các bạn 100 đô tiền lãi điều này là rất đơn giản rồi nếu như mà bây giờ đó Fed tiếp tục tăng lãi suất rồi bây giờ những công trái phiếu mới bán ra với lãi suất phần trăm cao hơn thì cái công trái phiếu trước đó đó có lãi suất là 10% thì các bạn sẽ không thể bán với giá 1.000 đô nữa tại vì những cái công trái phiếu mới đó nó cũng là 1.000 đô nhưng mà nó là lãi suất giống như cao hơn là 11 12% đi thì cái công trái phiếu cũ như thế này Các bạn bán giá trên thị trường nên người ta nói là tôi sẽ mua với cái mức giá là 900 đô mà thôi Tại vì không lý do gì mà tôi mua công trái phiếu cũ với cái phần trăm lãi suất thấp hơn là công trái phiếu mới Thì người này mua 900 đô thì các bạn nên biết là 900 đô là cái giá trên thị trường Nhưng mà cái giá trị thật của trái phiếu này là 1.000 đô Tại vì mới đầu đó các bạn cho mượn 1.000 đô thì cái tiền lãi Hàng năm đó vẫn là 100 đô Nhưng mà nếu như các bạn nhìn như thế này đó Thì các bạn thấy được là 100 đô lãi suất trên 900 đô thì cái phần trăm nào là bao nhiêu các bạn Nếu chúng ta lấy 100 đô chia cho 900 đô Thì có nghĩa là 11.11% .11%, Nhưng mà thường sẽ để là 11.1% đi cho đơn giản Thì 11.1% Các bạn đã thấy được một hiện tượng xảy ra Đó chính là khi mà giá công trái phiếu giảm Thì lãi suất sẽ tăng lên Cho nên chúng ta mới thấy là cái mối quan hệ Giữa lãi suất và giá của trái phiếu nó luôn đảo ngược với nhau thì điều này đó có quan hệ như thế nào các bạn khi mà chúng ta thấy cái hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược như là hiện bây giờ đó thì có nghĩa là nhiều người họ muốn đổ tiền vào mua công trái phiếu dài hạn khi mà họ đổ tiền và mua công trái phiếu dài hạn như là nhu cầu của công trái phiếu 10 năm tăng lên thì như là thường Duy chia sẻ với các bạn khi mà nhu cầu tăng lên có nghĩa là giá cũng tăng cung chờ cầu đúng không người ta muốn mua nhiều một cái gì đó mà cái nguồn cung cũng như vậy sẽ dẫn đến là giá tăng lên và khi mà giá tăng lên cho công trái phiếu thì các bạn nghĩ là lãi suất như thế nào? Lãi suất sẽ giảm xuống và đó là hiện tượng chúng ta thấy hiện bây giờ. Giá của công trái phiếu 10 năm tăng lên dẫn đến là lãi suất của công trái phiếu 10 năm giảm xuống và ngược lại cái nhu cầu của 3 tháng hay là 2 năm đó nó không có bằng cho nên dẫn đến là các bạn đã thấy là cái lãi suất nó đã cao hơn. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy là một số nhà đầu tư đó họ nghĩ là trong vòng mấy năm tới đây thì kinh tế sẽ tệ lắm cho nên họ muốn giữ công trái phiếu dài hạn thay vì dùng tiền đó để mà đầu tư trong chứng khoán cho nên đây là một dấu hiệu bearish các bạn một dấu hiệu cho thấy là những nhà đầu tư đang có cái sự lo lắng và đó là điều thứ nhì điều thứ ba đó thì chúng ta thấy là có một cái sự lo lắng liên quan đến là chính phủ hoa kỳ có tạm ngưng hoạt động hay là không tại vì bây giờ chúng ta biết là cái nợ trần đó thì đã tạm ngưng rồi có nghĩa là nợ trần đó bây giờ đã không nói đến nữa thì có thể là tiếp tục vay mượn nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta thấy là mỗi năm thì sẽ có một cái chi tiêu thỏa thuận à, và bây giờ đó thỏa thuận đó nó không có được thông qua các bạn có nghĩa là cả hai đảng bây giờ vẫn đang nhằn co coi là chi tiêu phải như thế nào à, và nếu như mà không được thỏa thuận nên thì có khả năng là cuối tháng này chính phủ Hoa Kỳ sẽ tạm ngừng hoạt động cho đến khi nào mà có một cái danh mục chi tiêu mới được thông qua bởi quốc hội thì lúc đó mới có tiền để mà trả lương cho nhân viên của chính phủ rồi bắt đầu là mọi thứ hoạt động trở lại nhưng mà nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ mà ngừng hoạt động nó thì sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế các bạn Tôi cũng đã được chia sẻ cái trải nghiệm của Thuận khi mà bán nhà nhưng mà thời điểm đó người mua nhà lại không lấy được giấy tờ thuế các bạn tại vì sở thuế lúc đó, đó là tạm ngừng hoạt động tại vì cũng cái vụ này đó cách đây bài năm thời của, của Donald Trump cho nên vì lý do đó đó nhiều người lo lắng là nếu như mà những điều này xảy ra sẽ dẫn đến là nền kinh tế sẽ ra tệ và khả năng suy thoái tài chính rất là cao đó là cái sự lo lắng nhưng mà đối với thuận đó thì các bạn thấy được là thuận vẫn nghĩ những gì mà chủ tịch john paul đã nói ngày hôm qua không bao giờ đã bất ngờ hết các bạn những gì mà chủ tịch john paul nói đều là những gì mà chúng ta đã từng đề cập đến ông sẽ không bao giờ nói chắc chắn là kỳ tới sẽ không tăng nữa hay là tăng nữa đâu lúc nào chủ tịch John Powell cũng phải để một cánh cửa để mình thoát thân hết các bạn sẽ không bao giờ mà dùng mình vào một cái góc tường đâu cho nên những gì mà chia sẻ đó không có gì đặc biệt hết và kết quả đó cũng sẽ giống nhau mà thôi Fed sẽ phải giảm lãi suất nếu như mà tình trạng tốt đó thì sẽ giảm lãi suất năm sau nghĩa là các bạn thấy là lạm phát tiếp tục giảm xuống Fed sẽ giảm lãi suất bắt đầu năm sau. Tình trạng xấu khi là suy thoái tài chính thì Fed cũng sẽ phải giảm lãi suất thôi các bạn. Khác nhau đó là nhanh hay là chậm. Nếu như mà tình hình xấu đó thì sẽ giảm nhanh hơn và tình hình tốt đó sẽ giảm chậm hơn. Cho nên kết quả đối thuận cũng giống nhau mà thôi. Và chỉ khi đó các bạn thấy được là khi mà Fed giảm lãi suất thì sẽ dẫn đến là tiền tệ được thả lỏng và chúng ta lại thấy một cái đợt tăng trưởng của những tài sản lúc đó. Chúng ta thấy được là lúc nào cũng như vậy Chúng ta không biết chắc chắn được là khi nào có suy thoái Khi nào chúng ta thấy được là có bull market Không ai thì biết chắc chắn được tương lai Nhưng mà cái mà chúng ta biết chắc chắn được đó là xuân hạ thu đông các bạn Sau mùa xuân là mùa hạ, sau mùa hạ là mùa thu, sau mùa thu là mùa đông Sau siết chặt tiền tệ là thả lỏng tiền tệ Sau thả lỏng tiền tệ là siết chặt tiền tệ Và các bạn đã thấy là chu kỳ của những cái tài sản cũng như vậy chỉ khác biệt đó là chu kỳ đó là tốn bao nhiêu năm mà thôi giống như là chúng ta nhìn vào bitcoin là một cái loại tài sản mới hơn cho nên các bạn thì được là cái chu kỳ nó ngắn hạn hơn là 4 năm trong khi chúng ta nhìn vào những loại tài sản như là vàng bất động sản nó chu kỳ nó dài hơn hay là chứng khoán chu kỳ nó có thể là rất dài luôn các bạn nhưng mà như thế nào đi nữa đó thì các bạn sẽ thấy được là dòng tiền có sự ảnh hưởng và khi mà siết chặt đó sẽ dẫn đến là không có nhiều tiền đi vào những cái mảng đầu tư khi mà thả lỏng đó thì những mảng đầu tư lại có sự tăng trưởng và đáng tiếc thường đó thì Fed chỉ siết chặt khi mà mọi thứ đó đã trở thành một bong bóng rồi và Fed chỉ thả lỏng khi mà tình hình đã hóa tệ đi vào suy thoái tài chính cho nên mỗi lần mà Fed giảm lãi suất thường đó là lúc mà chúng ta thấy suy thoái tài chính đang xảy ra và lần này có khác hay không các bạn lần này sẽ khác là bốn từ rất là đắt giá trong đầu tư thuận vẫn mong lần này sẽ khác các bạn nhưng mà đối với thuận nên dù sao đi nữa kết quả cũng giống nhau mà thôi fed sẽ phải giảm lãi suất tiền tài sẽ được thả lỏng và chúng ta sẽ thấy một đợt tăng trưởng của những tài sản kế tiếp chúng ta chỉ không biết khi nào điều đó mới xảy ra mà thôi Fed làm chuyện của Fed, Wall Street làm chuyện của Wall Street, nhà tạo lập thị trường làm chuyện của nhà tạo lập thị trường các bạn, cá voi làm chuyện của cá voi và thuận làm chuyện của Thuần thuận chỉ biết gì đó mà thôi và chuyện của thuận bây giờ chính là trung bình giá tích lũy tài sản. Có thể các bạn nghĩ là những nhà tạo lập hay những cá voi có thể thay đổi tất cả nhưng mà thuận không nghĩ là họ có thể thay đổi được định luật của bốn mùa đâu các bạn và mới đây ra thì uh, thuận thấy có cái thông tin liên quan tới ngân hàng trung ương của nhật bản các bạn thông tin này mới vừa được chia sẻ luôn và thuận vừa nhìn sơ qua đó thì ngân hàng trung ương của nhật bản đã quyết định là giữ lãi suất ở cái mức thấp có nghĩa là thả lỏng tiền tệ các bạn để có thể là hỗ trợ nền kinh tế của nhật bản và hiện bây giờ đó lãi suất ngắn hạn của nhật bản ở mức là âm 0.1 phần các bạn và cái mức lãi suất cho 10 năm công trái phiếu của chính phủ nhật bản đó ở mức là hầu như là 0 phần trăm nói chung thì nhật bản vẫn là một một quốc gia mà giữ lãi suất rất là thấp hiện bây giờ và khi mà các bạn giữ lãi suất thấp đó thì có một nguy hiểm đó chính là dẫn đến siêu lạm phát các bạn và chúng ta cũng vừa thấy cái thông tin ngày hôm qua đó là ngân hàng trung ương của thổ nhĩ kỳ họ đã quyết định là tăng lãi suất thêm 5% phần trăm các bạn các bạn cứ nghĩ đi lãi suất hoa kỳ hiện bây giờ là năm 25 hai phần trăm các bạn cứ nghĩ đi một quốc gia mà tăng lãi suất 5% phần trăm một lần thì <laughs> các bạn đã thấy là cái uh, phần trăm lạm phát nó đã cao cỡ nào rồi mà ngân hàng trung ương phải tăng tới 5% phần trăm để mà chống lại lạm phát và cái mức lãi suất của ngân hàng trung ương thổ nhĩ kỳ bây giờ là 30% phần trăm các bạn và lạm đó ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt tới mức là 80% vào cuối năm 2022, giảm xuống còn khoảng chừng là 59% vào tháng vừa rồi các bạn. Và đồng lira đó, đồng của Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ đã đã giảm 30% giá trị so với đồng đô la từ đầu năm tới bây giờ. Từ đầu năm tới bây giờ đã giảm 30% rồi các bạn và đạt mức 78% giá trị so với đồng đô la trong vòng 5 năm qua. Điều mà các bạn thấy ở đây đó như là chúng ta từng chia sẻ rất là nhiều lần là chúng ta đang thực sự sống trong một cái cuộc thử nghiệm tiền tệ các bạn tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi thường đã chia sẻ cái tên của chuyên bài video về cái quan điểm này và đó là sự thật các bạn thuận nhớ đó hồi mà còn đi học thì chúng ta biết đến siêu lạm phát thông qua sách vở mà thôi chứ như chúng ta nói tới những quốc gia xa xôi giống như là lịch sử thôi chứ còn không phải là hiện tại các bạn và trước đây chúng ta chỉ biết có một quốc gia duy nhất đó chính là Zimbabwe và đó là cái ví dụ mà khi còn đi học ở trong trường học đó họ sử dụng rất là nhiều nhưng mà trong vòng mấy năm qua chúng ta nghe nói tới là Venezuela thổ nhĩ kỳ nó đang xảy hiện tại các bạn siêu lạm phát đó chính là lạm dụng máy in quá nhiều, thả lỏng tiền tệ quá nhiều, không có cái sự hạn chế, không có cái sự quản lý dần đến siêu lạm phát các bạn. Và khi mà nó xảy ra rồi đó thì sẽ rất là khó để quản lý. Chúng ta nhìn thấy được là lạm phát ở những quốc gia như là Hoa Kỳ, nước Anh, châu Âu vân vân các bạn thực phần trăm lạm phát đó là có thể lên đến mức là 90% để đẩy lùi đó đã là một cái sự khó khăn rồi, chứ đừng nói lạm phát nó đi đến mức là 80% đẩy lùi nó càng khó hơn biết là bao nhiêu. Nhưng mà không phải thông tin nào hôm nay cũng xấu rồi các bạn chúng ta có một thông tin cũng rất là tốt thật ra tốt đối với lại thuộc một nhiều bạn mà thôi chứ còn những bạn nào mà đang chờ đợi để mà nhận tiền từ mao gót thì không tốt chút nào hết tại vì gần 10 năm rồi các bạn gần 10 năm kể từ khi mao gót phá sản cho tới bây giờ đó những nạn nhân vẫn đang chờ đợi để mà nhận tiền và đáng tiếc cho họ có thể phải chờ tới tháng 10 của năm sau rồi các bạn Đăng lý đầu năm nay đó, chúng ta đã nói rất là nhiều ở trong các video đó là năm nay là năm mà họ sẽ trả tiền cho bạn thật cái năm nào chúng ta cũng nghe Nhưng mà năm nay đầu năm thì cũng chắc chắn là đây sẽ là cái năm mà họ trả tiền cho những nạn nhân Lúc đó chúng ta cũng quan tâm đến tại vì họ lưu trữ rất nhiều là Bitcoin các bạn Khi mà họ bị hack năm 2014 đó lúc đó là họ bị hack tổng cộng là 850.000 Bitcoin Bây giờ đó họ còn khoảng chừng là 20% để mà trả cho nạn nhân Con số không hề nhỏ nhưng mà họ sẽ trả theo đợt và sẽ bắt đầu trả từ năm nay Nhưng mà đáng tiếc bây giờ họ đã dời lợi rồi các bạn giờ lại một năm cho đến ngày 31 tháng 10 của năm sau năm sau chúng ta lại tiếp tục nghe những cái phớt tiêu mau Malgox cái thuận lại phải làm video chia sẻ với những bạn mới tham gia vào thị trường tại sao chúng ta không cần phải quan tâm đến chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Binance các bạn thì chúng ta đã thấy được là Binance và CZ đó họ đã gửi đơn lên tổng cộng là họ đã gửi văn bản là 60 trang cho tòa án và yêu cầu tòa án bãi bỏ đơn kiện của SEC Lý do đó được đưa ra là SEC đang cố gắng mở rộng quyền lực quản lý của mình đến thị trường crypto và SEC đã không nhận ngại bóp méo định nghĩa của các luật liên quan đến chứng khoán vì lý do đó cho nên cần phải bỏ cái đơn kiện này thật ra cũng không có thành công trong đối với thuận tại vì các bạn đã nhớ đó là ngay cả Coinbase cũng đã từng gửi đơn tới cho tòa án Cùng với lý do tương tự nói là SEC trên căn bản nó chỉ muốn mở rộng quyền lực mà thôi nhưng mà cuối cùng đó thì tòa án cũng không có vì lý do đó mà bãi bỏ đơn kiện đâu cho nên đây cũng là một cái động thái pháp lý mình thôi các bạn thường nghĩ là làm cũng không biết có kết quả hay không nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ kiện này tôi đã từng chia sẻ cách đây hai ba ngày đó cái thông tin liên quan đến cái vụ giằng co giữa binance và sec và cuối cùng đó tòa án cũng đã nói là sec không có được quyền điều tra công ty sefu tại vì không có đủ chứng cứ là chuyện gì đó đang xảy ra chỉ là một cái suy đoán của sec mà thôi và các bạn thấy được Jamie Hogan là một trong những luật sư theo dõi thị trường này cũng rất là sát Và Jamie Hogan cũng đã đưa ra một nhận định rất là thú vị Các bạn có biết là sang Binance đã bị kiện bởi cả hai CFTC Nghĩa là đơn vị quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ vào tháng 3 của năm nay Và sau đó SEC kiện vào tháng 6 Thì khi mà CFTC kiện Binance hồi tháng 3 đó Thì họ nói là đồng BUSD, đồng Binance USD đó là một hàng hóa Cho nên họ kiện tại vì không đăng ký và kế đó 3 tháng đó, hồi tháng 6 thì SEC kiện cúng liệt đồng BUSD luôn các bạn nhưng mà nói đó là một chứng khoán các bạn thấy được ở Hoa Kỳ này đó cả hai đơn vị đệ thân kiện một bên thì nói là chứng khoán một bên thì nói là hàng hóa như vậy thì BUSD là cái gì các bạn nếu như mà FinCEN có nghĩa là bộ quản lý những cái hoạt động phi pháp liên quan tới tiền tệ đó mà kiện Binance nếu như thôi thì họ sẽ nói đồng BUSD là tiền bạc các bạn thì cái gì mới đúng và đồng BUSD này đó các bạn thấy là cuối cùng thì cũng coi như là file mờ rồi ngay cái binance cũng đã thông báo là họ sẽ từ từ ngưng hỗ trợ tại vì cái đối tác của họ là paxo đã đã quyết định là không tiếp tục hỗ trợ nữa đồng này là đồng được phát hành bởi paxo nhưng mà phát hành cho sàn binance À, rất rõ ràng ở đây đó thuần cảm thấy được là hai đơn vị này đều muốn giềm chết BUSD các bạn Và sàn Binance cũng đang bị dù dập hiện bây giờ Chúng ta cũng có một cái thông tin cũng rất là tích cực các bạn Đây là cái thông tin đến từ một quốc gia chúng ta đã từng nghe nói trước đây rồi Đây là dương quốc Bhutan và đây là cái thông tin liên quan tới là Bhutan Cùng với đó tác Bitdeer Technologies, họ đã bắt đầu kế hoạch phát triển một xưởng đào crypto với công suất là 600 MW. À, thì thật ra đây không phải là cái thông tin à, quá bất ngờ đâu các bạn. Nhiều người đang lên giống như đây là thông tin cực kỳ bất ngờ nhưng mà thật ra đây là một kế hoạch đó họ đã có cách đây khoảng chừng là 4 tháng rồi hồi tháng 5 là chúng ta đã nghe nói tới là họ đã bắt đầu có kế hoạch này. À, và bây giờ đó thông tin này chủ yếu là họ đã bắt đầu triển khai rồi các bạn. Thì cái cách hoạt động của họ là như thế này. Ở cái quốc gia này đó là một quốc gia mà cũng nhỏ thôi nhưng mà họ có rất là nhiều thủy lực Thì uh, quốc gia này đó Không phải lúc nào họ cũng dùng hết điện Cho nên khi mà có dư ra điện đó Thì họ sẽ dùng điện đó để mà đào Bitcoin Và đó là một trong những cách Có thể giúp cho quốc gia này Có thể kiếm thêm được nhiều thu nhập các bạn Và để mở cái xưởng đào đó đó Thì họ cần khoảng chừng là 500 triệu Và công ty bitdeer Sẽ là công ty mà giúp đỡ họ Để mà kêu gọi vốn sau đó xây dựng cái nơi đào này và khi mà quốc gia này cần điện nó giống như những lúc như là mùa đông họ xài nhiều điện và không có nhiều điện được sản xuất từ thủy điện đó thì lúc đó là những máy đào này sẽ ngưng tạm thời khi mà đến mùa hè thì sẽ mở trở lại các bạn thì đây cũng là một cách làm tương tự như những cái tiểu bang như là Texas các bạn đào Bitcoin là một trong những cách rất là tốt để mà tận dụng nguồn điện Tại vì nếu như không đó, những nguồn điện này cũng sẽ lãng phí mà thôi Và Bhutan cũng là một trong những quốc gia mà khá là thú vị các bạn Hồi tháng 5 đó, thì các bạn thấy được là có thông tin được chia sẻ bởi Forbes Cho thấy được là quốc gia này đã cũng đã âm thầm đào Bitcoin từ rất lâu rồi Dựa theo những cái thông tin đó, thì ít nhất là năm 2020 Hay là nhiều tài liệu cho thấy là từ năm 2017 đó, họ đã âm thầm đào Bitcoin rồi Và thậm chí đó chúng ta cũng đã biết là họ cũng lưu trữ crypto Và chúng ta chỉ biết sau khi mà các bạn thấy là công ty blockfi khai bị phá sản tại vì họ có một quỹ đầu tư quỹ đầu tư này đó là được quản lý bởi công ty dhi thì công ty này quản lý cái số tiền này cho quốc gia huton và họ rất là âm thầm các bạn nghĩa là quốc gia này không giống như là những công ty như là michael chỉ hay là salvador họ công bố cho cả thế giới biết quốc gia này rất âm thầm họ thông qua công ty DHI để mà đầu tư lưu trữ crypto à, và họ không nói dài hết tên chúng ta chỉ biết khi mà bơi phá sản thì trong danh sách đó có bước gia Hồ thon các bạn, đây là một trong những người mà đang nợ tiền của họ. Chi tiết hơn đó, thà công ty BlockFi nói là quỹ đầu tư DHI này họ đã vay mượn khoảng chừng là 800 000 đô à, nhưng mà đương nhiên vay mượn là có thế chấp họ đã thế chấp cái con số lượng BTC cần thiết thì sau khi mà họ không có trả số tiền này ra thì BlockFi đã thanh lý cái số lượng Bitcoin đó à, cho nên nó có trong văn bản khai bởi phá sản quốc gia này thì nói là họ sẽ không muốn comment trong cái sự việc này nhưng mà cũng cho chúng ta thấy là họ đang lưu trữ crypto bao nhiêu thì không ai biết đây cũng là một trong những dẫn chứng các bạn đã thấy là không phải quốc gia nào cũng giống như là Đồ, không phải công ty nào cũng như là Michael Strategy, họ công bố là họ đang lưu trữ crypto, rất nhiều những công ty tư nhân bây giờ họ đang lưu trữ crypto mà không ai biết hết các bạn, biết bao nhiêu quốc gia họ lưu trữ crypto bây giờ các bạn có biết hay không? Giống như bây giờ tôi hỏi các bạn là những quốc gia bây giờ đó, họ liệt kê bao nhiêu vàng họ lưu trữ các bạn có biết chắc chắn con số hay không? Thật ra đối với người Hoa Kỳ đó, Hoa Kỳ thực sự có bao nhiêu vàng ở Fort Knox chúng ta hoàn toàn không biết được các bạn. Mọi người chỉ ước tính mà thôi, cho nên ngay cả vật chất chúng ta còn không biết được chứ đừng nói tới những thứ à, như là Bitcoin làm sao các bạn biết được là những quốc gia họ đang lưu trữ bao nhiêu trong những ví như thế nào chúng ta nhìn vào những cái ví mà có nhiều Bitcoin đó ở trên à, Future, các bạn thấy được là có biết bao nhiêu ví họ lưu trữ là cả trăm ngàn Bitcoin mười mấy ngàn hai mươi ngàn cực kỳ nhiều luôn các bạn thì các bạn có bao giờ hỏi là những ví này thuộc gì ai hay là không chúng ta cũng có cái thông tin kế tiếp à, nhưng mà thông tin này đã là đến từ Hàn Quốc các bạn hôm nay thông dự các bạn đi vòng quanh thế giới thì đây là cái thông tin đến từ thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc là Busan và họ chuẩn bị ra mắt một cái sàn giao dịch blockchain 4.0. Sàn này đó không phải là một sàn giao dịch crypto các bạn, nhưng mà họ sẽ cho giao dịch à, các token hóa như là chứng khoán, chứng chỉ kim loại quý giá, những hàng hóa và các loại tài sản vân vân. À, thì các bạn đã thấy là token hóa đó đó chính là điều mà những công ty muốn hướng tới ngay cả các bạn thấy được là những quốc gia như là ở nước Anh ở Hồng Kông các bạn thấy được là BlackRock cũng nghĩ như vậy tại vì các bạn nghĩ đi bây giờ đó thì thật ra mọi thứ nó nó cũng bị hạn chế trong một quốc gia nào đó mà thôi giống như là các bạn muốn mua cổ phiếu của Hoa Kỳ đó thì các bạn không có nhiều sự lựa chọn các bạn à, nếu như mà thuần là người Hoa Kỳ mua cổ phiếu Việt Nam đó, thì cũng không có nhiều cái sự lựa chọn nói chung đó thì cái cách mà có thể tiếp cận được cho cả thế giới đó chính là token hóa chỉ cần là có một sàn uy tín đứng ra nhất là những sàn mà được chứng chỉ hoạt động giống như là các bạn thấy đây là sàn à, mà được hỗ trợ bởi thành phố Busan thì sẽ có cái lòng tin nhiều hơn và những cái chứng chỉ này đó có thể là giao dịch bằng token thì bất cứ ai trên thế giới cũng có thể là góp vốn vào thì các bạn thấy được là thế giới đây ngày càng lưu động hơn khi mà chúng ta có token hóa và sàn này sẽ hoạt động chính thức vào đầu năm tới và được thành lập hoàn toàn bằng vốn của tư nhân thì câu hỏi đặt ra đó là sàn này họ sẽ dùng blockchain nào tại vì chúng ta nói tới kinh hóa thì phải có blockchain chứ thì chúng ta đều là cái thông tin mới nhất đó được chia sẻ là đây là một cái nền tảng mà sẽ có thể thích hợp được với những blockchain công cộng các bạn. Đây là điều mà chúng ta nói tới rất nhiều trên channel này. Blockchain công cộng đó là một phần của tương lai cho dù các bạn nghe những công ty như là CD Group hay là chúng ta nghe nói tới JP Morgan Chase của đồng JPM đó, những cái đó là blockchain tuy nhiên mà thôi nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu đâu các bạn. Blockchain công cộng đó mới là tương lai và blockchain công cộng đó họ nói tới là Ethereum, Cosmo đây là những blockchain mà họ có thể kết nối với nền tảng của họ. Đây là một nền tảng mà sẽ kết nối với nhiều blockchain khác nhau. Nhưng mà các bạn thấy được là hai blockchain được chia sẻ là Ethereum và Cosmo Chúng ta cũng có một số thông tin liên quan tới X các bạn và chi tiết hơn đó là Linda Yacarino, đây là CEO uh, hiện tại của X, nghĩa là của Twitter. Thì uh, người này cũng đã chia sẻ một cái video dài khoảng chừng là 2 phút các bạn ở trên Twitter Và đã đưa ra một cái hint, có nghĩa là đưa ra một cái dấu hiệu là X chuẩn bị có thanh toán Có nghĩa là các bạn có thể sử dụng X để mà thanh toán tiền lẫn nhau Như là tôi nghĩ giống như là PayPal hay là Venmo đã gửi tiền cho nhau sử dụng X Và đương nhiên đối với những người nào mà là fan của đồng Dogecoin đó Thì mọi người đều đang kỳ vọng là thanh toán sử dụng X có thể là tích hợp với Dogecoin thậm chí là tích hợp với lại một số những cây đồng crypto khác nhưng mà hiện bây giờ chúng ta không biết thêm nhiều thông tin các bạn à, và đối với lại những fan của Doge nếu mà không có thì cũng khá là buồn đó các bạn thì cũng hy vọng là Linda Yakirino à, hiểu được nỗi lòng của những anh em hồ đồ Doge thông tin khác liên quan tới Ax là có những cái tin tức được chia sẻ là cái nền tảng này đã sẽ bắt đầu là tính tiền người dùng thì có rất nhiều nơi chia sẻ thông tin này giống như là chuyện này đã được quyết định rồi nhưng mà thật ra đây chỉ là một cái câu trả lời của Elon Musk mà thôi tại vì ở trên mạng lưới Twitter bây giờ các bạn thấy được lại xuất hiện nhiều bot trở lại mỗi cái thuyết của thuận ở bên dưới có rất là nhiều những cái bot luôn các bạn đến nỗi mà lóc hoài, lóc không nổi luôn và chỉ có thể để yên đó mà thôi thì nhiều người cũng hỏi Elon Musk là có kế sách gì để mà chống đối những bot hay là không thì một trong những kế sách mà elon musk nghĩ đến đó chính là tính tiền các bạn chỉ cần là mỗi account đó phải tính số tiền nhỏ cũng được nhưng mà khi mà có tính tiền đó thì uh, sẽ hạn chế bot rất là nhiều tại vì thứ nhất là bot nếu như các bạn tạo ra giống như là cả ngàn bot thì phải trả tiền cả ngàn lần nhưng mà có thể là cũng không được tại vì các bạn đâu có cả ngàn credit card đâu và credit card đó thường đó chỉ là một người đứng tên mà thôi cho nên chúng ta sẽ thấy được là hạn chế rất là nhiều và đây cũng là một cách mà thôi và thật ra đó, cách này cũng là cách mà được áp dụng với nhiều blockchain các bạn nhiều blockchain đó họ có thể là có phí gần như là không luôn nhưng mà những blockchain mà có phí gần như là không đô la đó sẽ dẫn đến là blockchain sẽ có thể bị tấn công bởi cái số lượng giao dịch giả những blockchain như là Ethereum đó thì ít bị tấn công hơn các bạn các bạn có nghĩ đi những lúc mà Ethereum đó các bạn phải giả giống như là 30 đô 50 đô cho một giao dịch mà các bạn muốn tấn công bằng lưới Ether đó bằng giống như là cả trăm ngàn giao dịch các bạn phải trả biết nhiều tiền à, và các bạn chỉ làm cho những người mà tham gia vào lúc đó đào Ethereum hay là stake Ethereum bây giờ được giàu hơn mà thôi thì đây cũng là một trong những cách có thể hạn chế bot thôi chứ không hiểu là áp dụng sẽ như thế nào nếu như thực sự áp dụng các bạn một người bình thường các bạn chỉ muốn lướt Twitter thì cứ trả tiền hay là không có thể là chỉ những người nào mà muốn comment mới trả tiền nhưng mà bây giờ để chỉ là một cái suy nghĩ của Musk mà thôi nhưng mà thường cảm thấy đã có nhiều tin tức chia sẻ giống như đây là cái quyết định cuối cùng rồi bây giờ chuẩn bị thực hiện Thuận chưa chắc từ đó đâu các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Tether Thì chi tiết hơn đó là trước đây công ty Tether cũng có cho vay mượn Có nghĩa là họ lấy tiền của họ rồi họ cho những khách hàng vay Nhưng mà sau những cái sự việc năm ngoái đó thì Tether đã hứa là sẽ không vay mượn nữa Có nghĩa là họ sẽ không có cho vay nữa Họ chỉ dùng tiền đó để mà đầu tư công trái phiếu mà thôi Nhưng mà các bạn biết đầu tư công trái phiếu cũng là cho chính phủ Hoa Kỳ vay Nhưng mà nó an toàn hơn Nhưng mà Tether đó dựa theo báo cáo quý 3 đó thì cho thấy được là họ đã cho vay 5,5 tỷ đô la cho các khách hàng mà có mối quan hệ lâu dài với họ Thì theo là cho biết đó là tại vì khách hàng này họ đã biết rồi và có cái mối quan hệ lâu dài à, cho nên họ mới cho vay ngắn hạn à, nhằm giúp cho những khách hàng này đó tránh phải bán crypto trong điều kiện thị trường không tốt như là bây giờ và tất cả khoản vay đó đó sẽ bị thu hồi vào năm 2024 nghĩa là tất cả tiền sẽ thu hồi lại nhưng mà các bạn thấy là 5,5 tỷ cũng không phải con số nhỏ đâu thì điều này các bạn đã thấy cũng làm cho nhiều người khá là không có an tâm các bạn nhưng mà gần đây đó các bạn thấy là Tether cũng ngày càng lớn mạnh và chúng ta có thể nhìn những gì xảy ra với Tether với cách tích cực và tiêu cực như thường chia sẻ trong video ngày hôm qua tích cực đó là thay đổi nghiệp lớn mạnh họ thu nhập cao họ đầu tư vào công trái phiếu họ đầu tư vào uh, bitcoin họ đầu tư vào những cái nơi mà đào bitcoin nói chung họ đang mở rộng ra thì tích cực có nghĩa là công ty thay đổi ngày càng giàu cho nên sẽ họ sẽ không có bất cứ lý do gì hay là có thể hoàn toàn đảm bảo có số lượng đồng usdt trên thị trường nhìn cái cách tiêu cực đó là cái số tiền họ dùng có thật sự là tiền của họ hay là tiền khách hàng và nếu như mà họ đầu tư thua lỗ đó mà họ càng càng lớn mạnh như vậy đó có thể dẫn đến là một cái cú sốc rất lớn cho thị trường đó là hai cách <laughs> bây giờ để chúng ta chỉ thể tiếp tục chờ đợi thôi các bạn theo được là một cái gì đó nó sống rất là dài nếu như mà các bạn hỏi thuận cách đây khoảng chừng 6 năm Thuân nghĩ là 6 năm sau Tether có còn hay không Thuận có nói với các bạn là Tether chắc sẽ không có còn đâu Hay là chỉ dù Tether còn đi nữa đó thì cũng sẽ không có chiếm phần lớn thị trường Wow, cái <laughs> bạn thấy được là sự thật không như là mơ các bạn Bây giờ Tether vẫn là đồng stablecoin lớn nhất thị trường Và thông tin cuối cùng Thuân muốn chia sẻ với các bạn là nhiều bạn cũng giống như Thuận đó, Muốn tìm hiểu thông tin về Immutable X Tại vì các bạn đã thấy là Immutable ngày hôm qua đã tăng đột ngột ba mươi mấy phần trăm Hôm nay thì giảm 10% các bạn Nhưng mà hôm qua cũng tăng thì chúng ta không thấy bất cứ một thông tin nào à, và dựa theo look on chain đó thì uh, chúng ta có sàn Upbit đang thu mua Immutable X. Lý do tại sao thì không phải biết hết các bạn. Chúng ta chỉ biết được bây giờ là cái địa chỉ ví dựa theo look on chain của sàn Upbit như là một sàn ở Hàn Quốc, họ đang uh, lưu trữ khoảng chừng là 20.4 triệu đồng Immutable X như là khoảng 15 triệu đô la các bạn. Và bây giờ cái ví này đó không biết là sàn này còn bao nhiêu ví nữa nhưng mà ví này đã trở thành ví lưu trữ đồng ở Middle East lớn thứ 9 hiện tại Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay đi giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà chơi dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn